Vương phủ tràn online sân đỉnh, một giải đấu đặc biệt đẳng cấp dành cho các chắn thủ vương gia. Vương gia đại chiến 2020, giải đấu lớn nhất cộng đồng sân đỉnh, khởi tranh từ ngày 7 tháng 9. Quy tụ các chắn thủ vương gia danh tiếng cùng nhau tranh đoạt giải thưởng lên tới 80 triệu đồng. Tường thuật trực tiếp tất cả trên mọi kênh sóng. Theo dõi để nhận những phần quà hấp dẫn lên tới hàng tỷ bảo mỗi ngày. Vương gia đại chiến 2020 chỉ có tại sân đỉnh.com. Vương phủ tràn online sân đỉnh, một giải đấu đặc biệt đẳng cấp dành cho các chắn thủ vương gia. Chào mừng cộng đồng yêu chắn dân gian sân đỉnh đến với loạt trận cuối cùng của vòng 2 giải đấu vương gia đại chiến 2020. Vâng, hôm nay chúng ta cùng đến với bảng E và F của vòng loại thứ 2. Nơi có các vương gia Thanos 34, Vinh Vẻ 12, Hoàng Thiên Đế, Phạm Vương Trà thi đấu với bảng E và 8989. Vương gia đại chiến 2020, giải đấu lớn nhất cộng đồng sân đỉnh, và 3X thi đấu ở bảng F, bảng cuối cùng. Khởi tranh từ ngày 7 tháng 9. Chúng ta đang đến với bảng E, nơi có các vương gia quy tụ các chắn thủ vương gia danh tiếng, Vương Trà và Hoàng Thiên Đế cùng nhau tranh đoạt giải thưởng lên tới 80 triệu đồng. Chúng ta đang ở bảng tường thuật trực tiếp tất cả trên mọi kênh sóng. Ở vòng thi đấu thứ hai, theo dõi để nhận những phần quà hấp dẫn lên tới hàng tỷ bảo mỗi ngày. 12 vị trí nhất nhì các bạn. Vượt ra đại chiến 2020 có thành tích tốt nhất chỉ có tại sân đỉnh.com. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của vòng 2 bảng E và F. Ở hai ngày thi đấu trước đây, chúng ta đã xác định được vương phủ các vương gia sân đỉnh 78, một giải đấu đặc biệt đẳng cấp dành cho các chắn thủ vương gia. Ông Nguyễn Văn Đoan, Di vương gia 9 con số 9, chị Mai Thị Anh chắn củ chuối, anh Áp Ben và anh Văn Nghị, nhà vô địch năm 2018 đã chính thức vào vé đi tiếp. Ngoài ra chúng ta cũng xác định được 3-4 vị trí về 3 có thành tích thứ tự như sau: Thủ Kim, Quế Cà Tính, vương gia đại chiến 2020 giải đấu lớn nhất cộng đồng sân đỉnh, Phú đứng thứ hai với -25 điểm, khởi tranh từ ngày 7 tháng 9 -49 điểm và đứng thứ tư. Quy tụ các chắn thủ vương gia danh tiếng -57 điểm, cùng nhau tranh đoạt giải thưởng lên tới 80 triệu đồng. Bốn vương gia đứng ở vị trí thứ ba, tường thuật trực tiếp tất cả trên mọi kênh sóng. Lục Văn, theo dõi để nhận những phần quà hấp dẫn lên tới hàng tỷ bảo mỗi ngày. Vương gia đại chiến 2020 chỉ có tại sân đỉnh.com. Cửu Văn, Nhị Sách. Vương phủ tràn online sân đỉnh, một giải đấu đặc biệt đẳng cấp dành cho các chắn thủ vương gia. Thất Vạn giữa cửa rồi, kia qua có lẽ là chưa được chờ. Vâng, khả năng đến lúc này để hết 12 cái thất rồi, còn đúng một cả Thất Vạn rất sách trong lòng. Vương gia đại chiến 2020, giải đấu lớn nhất cộng đồng sân đỉnh, khởi tranh từ ngày 7 tháng 9. Chào tất cả các anh em đang theo dõi buổi tường thuật bình luận trực tiếp, quy tụ các chắn thủ vương gia danh tiếng, ngày thi đấu thứ 3, ngày cuối cùng của vòng 2 trên kênh cùng nhau tranh đoạt giải thưởng lên tới 80 triệu đồng. Chào anh em nhé. Chào Phạm Dương Thắng. Tường thuật trực tiếp tất cả trên mọi kênh sóng. Theo dõi để nhận những phần quà hấp dẫn lên tới hàng tỷ bảo mỗi ngày. Vâng, anh Thanos 34. Vương gia đại chiến 2020 bắt đầu rất nhanh, chỉ có tại sân đỉnh.com. Anh rộng chán quá rồi, không xén đâu được nữa. Vương phủ tràn online sân đỉnh, một giải đấu đặc biệt đẳng cấp dành cho các chắn thủ vương gia. Thanos 34, vương gia Thanos 34 đã khai ủ gắn xuông.
trận đấu của chúng ta sẽ gồm 32 ván và sau 16 ván đổi chỗ các bạn nhé. Vâng, chào Ngô Mạnh Hường. Vượt ra đại chiến 2020. Hôm nay giải đấu lớn nhất cộng đồng Sân Đình. Khởi tranh. Vâng, trai họ đây à? Bỏ nhạc đi anh Vũ. Vâng ạ, Nguyễn Giang tắt quảng cáo đi Vũ ơi. Rồi ok. Vâng, mini game hôm nay của chúng ta vẫn tiếp tục là chia sẻ trên công khai trên trang cá nhân và để lại ID để nhận quà các bạn nhé. Các bạn lưu ý không chia sẻ vào trong hội yêu chắn. Chào anh Công. Vâng, chào Nguyễn San. Nhị Sách. Tứ Vạn chết rồi, dưới rồi. Tứ Sách. Để lại Tứ Văn không? Chưa được chờ rồi. Chính chữ rồi, Cửu Vạn. Ăn bát anh Cửu. Đánh gì đây? Thất Vạn ạ. Bát Sách. Đâu ra một mụ sồn sồn, tẩu to nịch mép, vảnh mồm hỏi chi. Ăn Bát Sách đánh Nhị Văn rồi. Để lại Nhị không? Thất Văn đi rồi, Thất Sách. Vũ Vạn mới đây. Lục Sách. Xót đời gà trống nuôi con, không đi nó bấu hai hòn cực chưa. Bỏ hết cả Tam, cả Thất Văn, Tam Sách rồi. Anh vui vẻ 12 chờ gì đây? Bát Văn ạ. À. Dưới rồi. Vâng, nhái Bát Văn tiếp rồi. Bát Vạn đây. Phạm Hương Trà không gọi Bát Vạn. Vâng, một chắn Bát Văn, một chắn Bát Vạn đi liền nhau. Nhị Vạn. Cỏ non xanh rợn chân trời, cành phai sắc điểm một vài bông hoa. Chào Giang Phạm, chào tất cả anh em đang theo dõi trên kênh fanpage của Sân Đình. Mọi người hãy chia sẻ chế độ công khai và để lại ID để nhận thưởng từ ban tổ chức nhé. Vũ Sách ạ. À. Thất Văn cũng không ai làm gì rồi. Tam Văn. Vâng, anh Phạm Hương Trà gọi ủ với Tam Văn rồi. Chúng ta cùng chờ xem. Một chắn Bát Sách, ba chắn dưới chiếu ạ. Tôm thôi. Ba đầu Tam. Vâng ạ. Một chắn Chi cầm trên tay rồi. Vâng. Trong nọc toàn Tam với nục Nhị thôi. Có lẽ là có hai nhà cầm Chi ôm nhau. Vâng, Thu Hường. Hôm nay có một mình tôi thôi. Tạm cho các bậc vương gia cùng các hot girl của chúng ta tạm nghỉ một ngày. Mọi người hãy chia sẻ chế độ công khai và nhận thưởng từ ban quản trị Sân Đình nhé. Các bạn để chia sẻ chế độ công khai, không lưu ý không chia sẻ ngược trở lại hội yêu chắn, cũng như nhớ để lại ID của mình. Mọi thao tác đúng của các bạn đều nhận được thưởng. Vâng ạ, ngày hôm nay chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi của các bạn thắc mắc là tại sao không nhận được thưởng. Tại vì các bạn chưa làm đúng thao tác yêu cầu của ban tổ chức, đó là chia sẻ chế độ công khai và để lại ID. Nhiều người chia sẻ ngược lại hội yêu chắn là không hợp quy. Vâng ạ, hội yêu chắn với kênh fanpage của Sân Đình thực ra là một. Nhị Sách. Vâng, Sân Đình cũng mới cập nhật một cái tính năng mới, đó là vương gia tranh tài. Chúng ta cùng vào xem là ai đang xếp hạng nhất đây. Vâng, anh Hero HP đang tạm thời với 210 điểm ạ. Vâng ạ. Nếu trong tuần nếu không ai vượt qua anh thì anh sẽ nhận được phần thưởng là 3 tỷ bảo. Vâng, cái điểm xếp hạng này chính là điểm ù của các vương gia ở trong cuộc chơi
trong cái mức thời gian từ 20 giờ đến 24 giờ hàng ngày các bạn nhé. Và sự kiện chúng ta được sân đình thử nghiệm từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 ạ. Các bạn lưu ý nhé, bàn chơi 4 người từ 20 giờ đến 24 giờ các ngày từ 14 đến 27 tháng 9. Các trận đấu trong khuôn khổ giải Vương gia đại chiến 2020 cũng được tính ở trong bảng xếp hạng này ạ. Vâng, chào Đinh Tiến Đạt, chào tất cả anh em nhé. Vâng, Trần An, hôm nay có một mình tôi thôi. Vâng, hôm nay chúng ta đang đến với loạt trận cuối cùng ở vòng loại thứ hai. Chúng ta để xác định 16 vị vương gia và sẽ vào vòng tứ kết ạ. Vòng loại thứ hai sẽ lấy 12 vương gia nhất nhì các bảng cộng với 4 vương gia về 3 có thành tích cao điểm nhất các bạn nhé. Và sau 2 ngày thi đấu chúng ta đã xác định được 8 vương gia nhất nhì các bảng chắc chắn đi tiếp rồi. Hôm nay hai bảng đấu E và F chúng ta tiếp tục xác định các vị trí còn lại. Vâng ạ. Tứ văn. Bác này bê giỏ đi đâu? 4 văn 5 võ quý đầu ai đây? Ăn tứ văn đánh tứ sách rồi. Chúng quanh 4 bức tường cao, trai chẳng nọt vào gái lại có con. Chọc vào mắt bát vạn đây. Đánh cửu vạn rồi. Ngũ vạn. Đánh cho dưới rồi. Tứ vạn. Có mất ù không anh Tha Nốt 34. Thất vạn đây. Tam văn nhớ cửa nhá các bạn nhá. Anh vui vẻ 12 gọi ù cái lục văn rồi ạ. Rộng rồi. Nếu không thì đã bị nấp mồm cái nục văn. Chúng ta cùng chờ xem. Vâng ạ, tôm. Trên tháo dọ cho cây nục văn rồi. Tôm thôi và cũng là 4 điểm rồi. Chúc mừng anh vui vẻ 12. Vâng, còn tới 4 cây nục ở trong lọc cơ. Một mình anh ù thôi. Chúng ta cùng vòng qua bảng F. Xem các kiếm thủ ở bảng thi đấu cuối cùng của chúng ta xem là thứ hạng như thế nào. Vâng, anh DPK 8680 âm 2 điểm. 8989 âm 2 điểm. Và chúng ta có anh Cường 8586 ván đầu tiên đã khai ù ván xuông ạ. Bảng F chúng ta thi đấu muộn hơn bảng E. Khoảng độ 5 phút. Vâng, anh SK Hip Boy đương kim vô địch năm 2019 cũng đã đang vào bàn cổ vũ cho các vượt vương gia. Các bạn lưu ý nhé, để nhận thưởng mini game của ban tổ chức hôm nay vẫn là chia sẻ chế độ công khai và để lại ID để nhận thưởng. Các bạn hãy làm đúng thao tác và chắc chắn các bạn sẽ nhận được thưởng. Nhị vạn. Đào tiên hai quả đã to, phân vân chả biết trao cho kẻ nào. Lục sách. Chào bếp ga Ngọc Tám. Vâng, chào tất cả các anh em đang theo dõi trên kênh fanpage của Sân Đình nhé. Ăn tứ sách tứ vạn đánh tứ văn rồi, nhái ngay tứ văn rồi. 8989 có bất ù tứ văn không? Cửu văn đấy ạ. Bon rồi. Bát văn dưới chết rồi, mở rồi. Tiếp tục là tứ văn ạ, không ai làm gì nữa rồi. 8989 nó gọi ù cái tam vạn giữa cửa ạ. Trông như gái nhiệt từ xa, lại gần mới biết mốt ba sân đình. Chỉ tôm rồi. Vâng, mất ù ngay cái tứ văn nhưng mà vài thế vào có tôm liền tay như này không thể đánh cái tam sách đi được. Và đúng là các cụ nói mất ù thì bù chì. Chúc mừng 8989. Nên đúng tam đẹp luôn. Vâng, và điểm số đã được cập nhật nhá các bạn nhé. 8989 âm dương 5 điểm. Chúng ta cùng xem thứ hạng của 8989 có được xếp hạng trên bảng vương gia tranh tài không. Vâng, đến hạng 7 và chưa thấy 8989 đâu. Đứng đầu vẫn là Hero HP, đứng thứ hai anh Appen, đứng thứ ba chị Mai Thị Anh. Anh Văn Nghị 76 đứng thứ tư. Thể lệ của chúng ta vẫn tiếp tục là thi đấu ở trên khu vương gia trong khung giờ từ 20 giờ đến 24 giờ. Và hệ thống sẽ tự động cập nhật cái điểm ù của các bạn nhé.
các ván ù ăn gà, điểm gà rồi các ván hòa đền báo ù náo sẽ không bị trừ điểm ạ, cũng không được điểm gà cũng không được tính điểm, chúng ta chỉ có điểm cước ù thôi. Và sau một tuần hệ thống sẽ tự động cập nhật và trao thưởng cho các bạn, để nhất cho các vương gia là 3 tỷ bảo, khung avatar đặc biệt và quà lưu niệm. Các thứ tự tiếp theo cũng vậy, và giá trị giải thưởng có giảm đi thôi, là nhì 2 tỷ bảo, giải 3 1 tỷ bảo. Ăn tam sách đánh bát vạn rồi, bát vạn không ăn mở tiếp cửu vạn, ăn chắn cửu vạn đánh tam văn. Chi chi rồi, dám đánh bát vạn à, tam sách dưới rồi ạ, chiên ăn cạn lục vạn. Ngó lên mây trắng trời xanh, thương ai cũng vậy, thương anh cho rồi. Ăn lục vạn đánh gì đây, thất vạn. Đánh tam câu thất rồi, tiếp tục đi cái cửu đỏ nữa rồi ạ. Vâng, trên các vương gia chúng ta đánh đi nhau rất rát, chỉ cần hở một cây đỏ thôi. Rất khó nếu để tẩy bệnh định. Vâng, đánh đúng cái tam vạn xiên khe vào nhà dưới, tam vạn tam văn rồi thì ăn làm sao được tứ vạn đấy ạ. Lục sách, mỗi thằng nối dõi tổ tông, sao thiên hạ bảo cháu đông con nhiều. Thất sách ạ, đồ cúng nhuyễn của riêng tây, sạch sành xanh vét cho đầy túi tham. Ăn chắn thất sách đánh gì đây, anh Cường 8586. Vâng, ở vòng 1 anh Cường 8586 đã về nhì bảng thi đấu số 1 với dương 53 điểm. DPK đã ù cây chi chi giữa cửa chi ra. Vâng ạ, chúc mừng anh. Chi bạch thủ chi 22 điểm ạ. Chúc mừng anh DPK 8680 đến từ hội chắn Hải Dương. Hay quá. DBK 8680 đang tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng F với 59 điểm. Sau chúng ta sau 3 ván đánh ạ, chúng ta cùng trở lại bảng thi đấu bảng E, liên tục cập nhật điểm số của các vương gia để chúng ta cùng chờ xem. Vâng, Phạm Hương Trà gọi ù với thất văn. Phạm Hương Trà đang dương 12 điểm ạ. Là một ván thông thôi. Vâng, thông là sướng rồi, không có chi trong ngọc, chắn bắt văn. Vâng ạ, chúng ta cùng điểm thêm điểm số sau 5 ván đánh. Vâng, ván ù to nhất đến lúc này cũng chỉ là 4 điểm thôi. Luôn là thế các bạn, các tôi để ý các trận đấu của các vương gia khởi đầu trận đấu rất chậm, các vương gia thì cũng quá hiểu nhau rồi đúng không ạ, nhưng mà cái giai đoạn đầu của các trận thi đấu nhất trong khuôn khổ đấu giải thì chúng ta vẫn thường là vẫn đang kìm nhau rất sát. Vâng, điểm số của vương gia Phạm Hương Trà sau ván ù thông lập tức được cộng vào cái sự kiện vương gia tranh tài luôn ạ. Cộng luôn 3 điểm. Điểm chơi của các vương gia trong bàn chơi đủ 4 người trong khung giờ từ 20 giờ đến 24 giờ các ngày từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 sẽ tự động được hệ thống cập nhật trong bảng xếp hạng. Và giải thưởng sẽ được trao hàng tuần. Chúng ta sân đình sẽ thử nghiệm tính năng này 2 tuần. Sau đó sẽ nghiên cứu áp dụng ở trên tất cả các khu. Đó cũng là một cái tin rất vui với cộng đồng chắn dân gian của chúng ta nếu như điều đó được thực hiện. Và nếu đó là thực hiện thì cũng đúng theo tiêu chí của sân đình thôi. Đó là cái sân chơi giải trí miễn phí, nơi thỏa mãn cái thú đam mê trò chơi dân gian, cái trò chơi tao nhã của ông cha, đúng nghĩa của sân chơi miễn phí đấy ạ. Rất nhiều các tính năng tặng quà tặng bảo cho các bạn. Lục vạn, lục sách để lại anh Tha Lốt, được chờ chưa. Vũ Văn, mẹ ta không có yếm đào, nón mê thay nón quay thao đội đầu.
Nguyễn Hiếu, em chia sẻ mấy lần rồi mà chưa thấy bảo đâu. Vâng, có thể bạn chia sẻ ngược lại hội ưu chắn hoặc chia sẻ không ở chế độ công khai. Yêu cầu của sự kiện đó là chia sẻ chế độ công khai và để lại ID nhận thưởng nhé. Bạn làm đúng thì chắc chắn sẽ nhận được thưởng. Bạn kiểm tra lại thao tác của mình đã làm đúng theo yêu cầu của ban tổ chức chưa? Tứ Sách ạ. Chào Đỗ Tài. Chào Trần Hữu Tài luôn, vâng, hai tài, song tài. Chào tất cả các anh em, chị em đang theo dõi trên kênh fanpage Chi Chi đấy ạ. Có ai gọi không? Vũ Văn. Gửi đánh rồi 3 vạn. Gái sinh 3 vạn quan tiền. Em về tôm tép dựng điền với anh Phạm Hương Trà. Ăn chắn 3 vạn đánh nhị vạn rồi. Hung hăng chẳng nói chẳng cha, đang tay dập niễu vùi hoa tơi bời. Anh Trà ăn được 3 vạn, nhập được cô gái Nhật, lập tức là đánh nhị vạn ngay. Giang tay dập niễu vùi hoa tơi bời. Vui vẻ 12 gọi ù với Vũ Vạn rồi. Chạm được cây nhị vạn đẹp quá, đánh tiểu Sách ù ngay Vũ Vạn. Chạm cái là chửa ngay đấy ạ. Xuông thôi. Xuông cũng rất hay rồi. Nếu như chờ cửu thì sẽ không ù được, tại vì trong đọc không có cây cửu nào. Và ngũ nét thế cơ mà. Vâng, hai nhà rồi à. Kéo cánh hai bên hai cây ngũ rồi. Một sự lựa chọn sáng suốt, nếu anh để cửu thì sẽ không ù được. Vâng, ở ván thi đấu thứ 6, anh vui vẻ 12 sau khi chạm được cây nhị vạn, ù cây ngũ vạn. Cái đêm nguyệt gác mái đình, nhờ câu ra bạn chúng mình lên đôi. Đó là cây ngũ vạn. Vâng, ở vòng thi đấu thứ nhất, vòng loại 1, anh Thanos 34 đứng ở vị trí nhất bảng 3 với dương 123 điểm. Và ở vòng thi đấu số 2, anh đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 với âm 9 điểm. Hoàng Thiên Đế vòng 1 đứng vị trí thứ 2 bảng 4 với 42 điểm dương. Anh tạm thời đứng thứ 4. Anh vui vẻ 12 ở bảng thi đấu thứ nhất, đứng đầu bảng 9 với 24 điểm dương. Anh đang tiện lời cũng đứng vị trí thứ 2. Nhị vạn, Lục Vân Tiên. Chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Ăn Lục Văn đánh cửu Sách đi chính chữ rồi, nhà dưới ăn được 3 vạn. Đánh 3 vạn, Phạm Hương Trà buông 3 vạn rồi. Đánh thất vạn ăn 3 vạn, tiếp tục cái 3 vạn hết 3, dưới có ăn không? Thất vạn, Phạm Hương Trà gọi ù thất vạn rồi ạ. Vâng ạ. Ăn 3 vạn đánh 3 vạn, ù thất vạn. Chúng ta cùng chờ xem anh đánh cái cửu Sách ngay đầu tiên rồi ạ. Liệu có gì không? Không có gì, tiếp tục là một ván xuông thôi. Nếu để tam thì anh Phạm Hương Trà vẫn sẽ ù, cái 3 vạn vẫn đằng sau. Chị Chi lên trên bom ngồi luôn. Đúng cây lọc cuối cùng. Vâng, đến bây giờ vẫn có nhiều chấn thủ vẫn thắc mắc là lọc của chúng ta được bốc theo thứ tự nào, thì đưa các bạn là từ trái sang phải các bạn nhé. Và như tình huống vừa rồi tôi mở lọc cho các bạn xem thì cây Chi Chi là sẽ là cây lọc cuối cùng đấy ạ. Chúng ta cùng trở lại với bảng F để cập nhật điểm số. Vâng, anh 898989 đã vươn lên đầu bảng với 45 điểm dương, anh ù một ván 48 điểm rồi. Và chúng ta cùng chờ xem anh ù ván gì 16 điểm đấy ạ. Chúng ta sẽ xem lại ván chơi này một chút cho các bạn nhé. Xem ván ù nào đưa anh 898989 từ vị trí thứ nhì lên nhất bảng luôn ạ. Tam Văn đánh Lục Văn. Vâng. Chạm 3 đầu bát đánh Tứ Văn đi. Chúng ta cùng chờ xem. Vâng ạ.
Thông Trì Bạch Thủ 16 điểm. Chính xác, vâng, ván ù chúng ta vừa xem lại ván ù của Vương Gia 8989 đưa anh lên vị trí nhất bảng F với 45 điểm dương. Rất căng thẳng, anh 3X đang âm 47 điểm, anh Cường 8586 âm dương âm 39 điểm. Vâng, chào Đỗ Văn Hoàng, chào tất cả anh em nhé, chào Thu Hương, chào Lục Văn Sáu ạ. Mọi người hãy chia sẻ buổi livestream bình luận trực tiếp trận đấu buổi tường thuật ngày hôm nay ở chế độ công khai và nhớ để lại ID của mình để nhận thưởng từ ban tổ chức. Chào Thìn Thìn, vâng ạ. Vũ Sách, buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Tứ Vạn chết rồi. Bốc Đảo, Ngũ Văn ạ. Ngũ Cung, Ngũ Nhạc nên thơ, Ngũ Thường nên đạo, Chơ Vơ, Ngũ Ngồi. Ngũ Ngồi rồi lại lên Ngũ Đình đấy ạ. Tứ Văn, áo xiêm đùm bọc lấy nhau, vào nguồn ra cúi công hầu mà chi. Thất Sách dưới đánh Thất Vạn rồi, rất khó ăn. Chẳng lẽ anh đánh ba đầu đi. Đang chúng ta có hai vòng lại nước thất trăng. Cửu Văn, chín phương mười hướng cầu danh, văn chương lận đận thôi đành buôn than. DBK vào cửu không. Ngũ Sách không ai làm gì rồi. Thất Vạn, anh Cường, vâng, anh Cường 8586 đã vòng lại nước thất, anh đánh ba đầu thất đi ngay từ đầu. Sau đó thấy thất rẻ của anh lại vòng lại thất và giữ lại thất văn trên tay, anh lại ù thất vạn rồi ạ. Chúng ta cùng chờ thêm, vâng ạ. Tôm có chiếu 5 điểm. Chúc mừng anh, vâng, rất sáng suốt. Nếu như anh để lại tam chúng ta cùng chờ xem. Để lại tam chắc anh cũng vẫn ù thôi. Chúc mừng anh Cường 8586, vâng ạ. Anh Cường 8586 ở vòng thi đấu thứ nhất, thi đấu ở bảng đấu số 1 và anh về nhì với 53 điểm dương. 8989 ở vòng thi đấu thứ nhất rất rực rỡ. Kết thúc ở bảng thi đấu số 5 ở vòng thi đấu thứ nhất. Vòng loại 1 thì chắn thủ 8989 chúng ta dương 152 điểm. Chúng ta đang bước vào ván thi đấu thứ 7. Loạt thi đấu cuối cùng của vòng loại 2 để xác định 16 vị vương gia sẽ bước vào vòng tứ kết ạ. Vòng tứ kết của chúng ta sẽ thi đấu từ ngày 17, 18. Trong 2 ngày 17, 18 ạ. Ngày mai ngày 16 chúng ta giải đấu của chúng ta sẽ tạm nghỉ một ngày để ban tổ chức bốc thăm chia bảng vòng tứ kết. Và 4 trận thi đấu tứ kết của chúng ta sẽ thi đấu vào 2 ngày, vào ngày 17 và ngày 18 các bạn nhé. Chi lên sớm quá. Vâng ạ. DPK ăn 4 cây đỏ dưới chiếu rồi, hai chắn. Chi rồi lại chành chành, cái đanh nổi nửa bắt anh đi tìm. Tam Vạn. Vâng, tôi đã nhìn thấy Tam Vạn và Tam Sách một chắn rồi. Cứ một chắn đi Tam Sách, bát Sách kia. 6 đỏ rồi và 3 chắn ở dưới chiếu. BBK 8680 có làm nên trò trống gì không? Chào bình thường thôi nhé, chào tất cả anh em. Bây giờ mà mở lên cái cửu vạn thì sẽ rất nhiều nhà giật mình đấy ạ. Bát Vạn 3 con cá vào một chỗ rồi. Tứ Vạn rất khó dưới. Cửu Vạn đây, DPK không gọi rồi. Vâng, nên Cửu Vạn giữa rất nhiều nhà giật mình nữa ạ. Tiếp tục là Cửu Sách. Anh DPK đang sử dụng icon ở trong bàn, một biểu tượng rất tức giận. Không biết là thái độ gì đây, có thể anh chưa được chờ chăng? Rất có thể là bốn chắn tròn tít bên cái Cửu Vạn và cả cái Cửu Sách đằng sau nữa cơ ạ. Nên Cửu Vạn rất nhiều nhà giật mình. Tứ Sách đi chính chữ rồi. Tam Sách
Án rộng đi. Ô. Bây giờ mới chạm. Lục sách. Bái cho vào lục sách rồi. Rất dễ ủ bàn nhá các bạn nhá. Đánh lục vạn đi rồi ạ. À. Không. Nếu lên lục văn anh mới ủ bàn thôi. Xuông nữa chỉ là xuông thôi, nhưng mà một ván ủ giải thoát rất nhiều. Vâng ạ. Nhất là cứu mình cứu nàng, cái hai là giải tỏa tâm lý, tại vì rất ngồi rất lâu rồi. Anh ba x đang âm 46 điểm cơ. Chúng ta cùng xem bao nhiêu ván rồi anh ba x không ủ. Vâng ạ. Vâng, ván ủ khai ủ đấy ạ. Khai ủ ván xuông. Từ xuông ta đi lên, cố gắng lên ba x. Chúng ta cùng trở lại với bảng E ở bàn thi đấu số 1. Vâng, Hoàng Thiên Đế. Ở trong game các bạn muốn xem số ID của mình thì các bạn hãy kích vào avatar của mình nhé. Kích vào avatar như tôi làm đây. Vâng, ở số bên dưới số bảng của các bạn, nghĩa là số ID, có chữ ID rất rõ ràng ở bên dưới đấy ạ. Vâng ạ, tôi sẽ làm lại thao tác này cho các bạn. Vâng, nhấp chuột vào avatar ở góc phía trên bên trái màn hình, chúng ta sẽ thấy, đúng không, tên đăng nhập này, số bảo hiện có này, ID này, số ID đây ạ, giới tính nam, vâng ạ, và các tính năng tặng bảo, lịch sử xem lại ván chơi, quà tháng. Vâng ạ, đây là thông tin của các bạn. Trong này có quan trọng nhất đó là số ID. Cái số ID là số sẽ không trùng lập các bạn nhé. Mỗi người, mỗi một tài khoản sẽ chỉ có một số ID, và số ID này dùng để giao dịch cũng như để cấp cho mốt trong các trường hợp cần hỗ trợ, khiếu nại, thắc mắc. Các bạn hãy đọc thẳng số ID. Đó là cái cách nhanh nhất và chính xác nhất. Cửu văn, đi chính chữ rồi, ngũ sách. Thuyền tình vừa ghé đến nơi, thì đà châm gãy bình rơi bao giờ. Ăn cả ngũ sách ngũ văn bát vạn rồi. Chắn bát vạn ạ. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Thất văn. Một chàng vừa chạc thanh xuân, hình rong trải chuốt áo khăn dịu dàng. Bát vạn hết 3 rồi. Lục văn tiên. Đông thành vốn thiệt quê ta, họ là Lục Thị, tên là Vân Tiên. Vâng, tiếp tục anh ta lốt 34, 4 cây đỏ dưới chiếu rồi ạ. Chúng ta cùng chờ xem. Có xé bát không? Anh Nguyễn Bá Thủy đang hỏi 101 chưa có danh hiệu nào của sân đình ạ. Vâng ạ, bọn em cũng không có thời gian để chơi game lắm, với lại là cái nick của mốt thì dùng để làm việc thôi ạ. Vâng ạ, sẽ không chơi ở trên các nick này. Anh cũng rất tinh, anh nhanh chóng anh soi là chưa có thành tích nào của, chưa có danh hiệu nào của sân đình. Vâng ạ, các mốt được dùng các nick của mình để sử dụng trong công việc thôi. Lê Gia Huy có hỏi mốt cho mình hỏi tải game như thế nào vậy? Vâng ạ, bạn dùng thiết bị gì ạ? Bạn truy cập trang sân đình.com. Vâng ạ, ở trong đấy chúng ta nếu như chơi trên web, chúng ta có thể chơi trực tiếp trên web luôn. Còn nếu không, chúng ta có thể vào cửa hàng. Chúng ta tải game về ạ. Vâng, CH Play hoặc là App Store. Các bạn tải game về hoặc là các bạn liên hệ hotline chăm sóc khách hàng Sơn Đình 0988153993 để được hỗ trợ tải game về bạn nhé. Trang game của chúng tôi là sơndình.com ạ. Cửu sách. Vâng, tháng lốt 34 gọi ù cửu sách rồi ạ. Vác đèn chống gậy đi đâu, đêm hôm khuya khoắt thỉnh cầu ai đây. Có 8 đỏ không? 4 đỏ dưới chiếu rồi và 4 chấn ở dưới chiếu ạ. Vâng, rất tuyệt vời, 8 đỏ rồi.
vâng ạ, chạm được cái cửu vạn. Chúc mừng anh Thalo và Tư với ván ù tám đỏ đã đưa anh lên nhất bảng E luôn ạ. Vâng ạ, hai nhà cùng bàn điểm 19 điểm và theo luật thi đấu của hệ thống các giải đấu dân sân đình nói riêng cũng như của các bang hội nói chung thì chúng ta mặc định là người ù sau sẽ được xếp trên. Và trong bảng xếp hạng của chúng ta, anh Thanos 34 với ván ù 8 đỏ ván thi đấu thứ 11 đã đưa anh lên vị trí nhất bảng E. Chưa có gì các bạn ạ. Vị trí khoảng cách của chúng ta đang vị trí thứ 4 và thứ nhất mới chỉ là 60 điểm, tương đương với một ván ù 15 điểm thôi. Và chúng ta mới bước vào ván thi đấu thứ 12. Còn thời gian còn rất dài và trận đấu chưa nói trước được điều gì khi khoảng cách chúng ta chỉ là một ván ù 15 điểm. Chúng ta cùng đến với bảng thi đấu bảng F ạ. Vâng ạ. Cùng chờ thêm anh DPK 8680. Anh 898989 đang tạm thời dẫn đầu. Chia sẻ vị trí nhất nhì bảng đấu với 35 điểm dương và 31 điểm dương. Đây là ngày thi đấu cuối cùng để xác định 16 vương gia sẽ lọt vào vòng tứ kết giải đấu vương gia đại chiến 2020 với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Giải thưởng cho nhà vô địch sẽ là một chiếc xe máy SH1 CBS 125. Giải nhì sẽ là Apple Watch Series 5. Giải 3 Samsung Galaxy A71. Giải 4 sẽ là TV Sony Smart 43 inch. Các giải thưởng của chúng ta rất hấp dẫn các bạn nhé. Vâng, và hôm nay là ngày thi đấu thứ 3 để xác định 16 vương gia lọt vào vòng tứ kết. Tứ sách ạ. Bát sách. Bát văn ơi, bát văn bắt nậy cho chừa, cái thằng hai gậy trộm dừa đêm qua. Trận chung kết giải đấu vương gia đại chiến của chúng ta sẽ diễn ra vào tối ngày 24 tháng 9 năm 2020. Bốn vị vương gia xuất sắc nhất sẽ tranh tài. Vâng, sẽ đạt được những thứ hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng cho bốn vị vương gia vào trận chung kết ngày 24 tháng 9 sẽ là 80 triệu Việt Nam đồng ạ. Rất hấp dẫn, giải thưởng hoành tráng nhất từ trước đến nay sau 6 mùa thi đấu. Cửu văn. DBK 8680 gọi ù cửu văn rồi. Sẽ là ô tiếc quá nên đúng cái cửu xấu ạ. Xuông tay, vâng anh cầm bày đỏ trên tay rồi. Và còn đúng ba đầu cửu ở trong mặt thì lại lên cái cửu văn trước. Rất đáng tiếc. Còn nguyên ba đầu cửu trong lọc các bạn. Chín đẹp như người vâng ạ. Các vương gia đang trêu nhau ở trong bàn là chín đẹp như người. Đúng cái cửu xấu nhất thì lại lên trước. Không sao, chỉ với ván ù vừa rồi cũng đưa anh lên nhất bảng rồi ạ. 37 điểm. Chúc mừng DPK 8680. Một vương gia đến từ hội chắn Hải Dương ạ. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy biểu tượng avatar chung của hội chắn Hải Dương, đó là đoàn kết. Chơi vui sống đẹp. Vâng ạ. Hội chắn Hải Dương DPK 8680. Vâng, thành con bố tạo. Bạn là câu hỏi của bạn là bạn đăng nhập vào Facebook mà muốn chuyển tặng bảo bắt đầu bắt điền mật khẩu, bạn phải điền mật khẩu nào ạ? Bạn gọi đến hotline chăm sóc khách hàng Sơn Đình 0988153993. Cung cấp thông tin các mốt sẽ hỗ trợ bạn để chuyển bảo được nhé.
Tôi cũng cập nhật một thông tin của giải đấu, đó là nếu các vương gia lọt vào vòng tứ kết thôi chắc chắn sẽ nhận được thưởng. Vâng ạ, nếu tại vì nếu dừng chơi ở vòng tứ kết, các vương gia sẽ nhận được khuyến khích, đó là 3 tỷ bảng. Vâng ạ, dĩ nhiên là đi tiếp thì sẽ không được gì ạ. Vòng tứ kết, vâng ạ, nếu như các vương gia dừng cuộc chơi ở vòng tứ kết cũng đã nhận được thưởng giải khuyến khích của sân đình, đó là 3 tỷ bảng các bạn nhé. Vâng ạ, tất cả các vương gia bị loại ở vòng tứ kết đấy ạ. Có nghĩa là nó lọt qua vòng thi đấu thứ hai, vòng loại 2 này thì chắc chắn chúng ta sẽ có thưởng. Anh Cường 8586 gọi u rồi. Bạch Ninh, vâng ạ. Chúc mừng anh 8586, vương gia anh Cường. Ván ù Bạch Định đã đưa anh lên dương luôn, lên khỏi mặt đất dương 5 điểm. Vâng ạ, lúc này chỉ còn anh 3X âm 51 điểm trong bàn thôi. Anh 3X sẽ phải rất cố gắng lên ạ. Chúng ta cùng trở lại với bảng E. Bảng E của chúng ta cũng đang 3 nhà dương, mỗi nhà dương 10 và chỉ có một mình vương gia Hoàng Thiên Đế đang âm 30 điểm thôi. Phạm Hương Trà đã gọi ù cái tam sách rồi ạ. Chỉ có chiếu là chắc chắn rồi, chúng ta cùng chờ xem có gì thêm nữa không. Mì có trứng ạ. Vâng. Thông chỉ có chiếu 5 điểm, vâng, chúc mừng anh Phạm Hương Trà. Bài thuận quá, vâng, nên chi đấu được ngay cái thất vạn, chờ tam. Có để lại cửu thì anh cũng ù thôi, nhưng mà mất ù. Ngọc hôm nay rất chiều nhá, nhà nào đánh ù tôi để ý ván thứ 3 rồi. Đánh mất ù theo tay thì đều bù chì. Cũng các cụ nói mất ù bù chì. Vâng, cảm ơn bạn Tuấn Béo. Cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật bình luận trực tiếp loạt thi đấu thứ 3, loạt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 để xác định ra 16 vương gia sẽ lọt vào vòng tứ kết giải đấu vương gia đại chiến 2020 các bạn nhé. Chúng ta đang ở bảng thi đấu bảng E. Vâng, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Các bạn hãy chia sẻ ở chế độ công khai và để lại ID của mình để nhận thưởng từ ban tổ chức. Vâng ạ. Ban tổ chức tặng quà cho các bạn chia sẻ ở chế độ công khai và để lại ID. Vâng, 16 vị vương gia lọt vào vòng tứ kết. Chắc chắn từ vòng tứ kết đều đi ha, là ai bị loại cũng sẽ nhận được quà từ ban tổ chức ạ. Vâng ạ. Vâng, và không ai muốn nhận cái quà đấy cả. 16 vị vương gia vào vòng tứ kết của chúng ta ai cũng hướng đến những giải thưởng cao quý, những phần thưởng rất giá trị từ ban tổ chức. 4 giải chính của chúng ta, vâng ạ, ai cũng đang nhìn đến chiếc SH More SH1 CBS 125, đó là giải nhất dành cho nhà vô địch đấy ạ. Bát vạn, nhị sách, Chi Chi có vẻ nên hơi sớm. Cụ già chống gậy trời đường trơn, cụ đi chỗ vững kẻo đường còn xa. Phạm Hương Trà gọi ù với Bát Văn rồi ạ. Ít nhất sẽ là có cước thông rồi. Chúng ta cùng chờ xem đánh nhị vạn đánh. Vâng, bát hơi xấu một chút nhưng mà thông thôi cũng được rồi ạ. Vâng ạ. Cái thông với chỉ với chiếu như này thôi là làng cũng hoa mắt chóng mặt rồi. Rất nhẹ nhàng vào ngày thi đấu cuối cùng. Ở vòng loại thi đấu thứ 2 chúng ta có 6 bảng đấu và sẽ lấy 12 vương gia nhất nhì các bảng cộng với 4 vương gia về 3 có thành tích tốt nhất.
anh Cường 8586 3X vâng, hai nhà tranh nhau với Chi ở cửa nhà anh DPK 8680 rồi. 3X đã đè anh Cường 8586 nhá. Bạch Thủ Chi 11 điểm. Vâng, chúc mừng anh 3X. Trận đấu đã trở nên rất căng thẳng rồi ạ. Rất cân hai bảng đấu của chúng ta, hai bảng thi đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai hôm nay rất cân ạ. Vòng loại thứ hai chúng ta sẽ lấy 4 vương gia về 3 có thành tích tốt nhất và điểm số của các vương gia về 3 ở hai ngày thi đấu trước. Đó là Tự Tin Khoe Tài Tính đang tạm thời đứng đầu với âm 23 điểm. Trịnh Xuân Phú đứng thứ hai âm 25 điểm. Hello HP Hải Phòng âm 49 điểm và Nam Định 0022 âm 57 điểm. Điều đó có nghĩa là gì? Hai vị trí về 3 hôm nay chúng ta chỉ cần điểm số thấp hơn âm 49, chúng ta sẽ có vé đi tiếp vào vòng tứ kết ạ. 6 vị trí về tư về vị trí thứ 3 chúng ta sẽ lấy 4 và chỉ loại 2 nhà về 3 thôi các bạn nhé. Và đang vị thứ hạng của chúng ta đang là âm 23 điểm. Tự Tin Khoe Cá Tính tạm thời đứng đầu, đứng thứ 2 Trịnh Xuân Phú âm 25 điểm, Hero HP âm 49 điểm và Nam Định 0022 âm 57 điểm. Chúng ta chỉ gần hôm nay về 3 mà âm 48 điểm thôi là vẫn có vé đi vào vòng tứ kết rồi ạ. Chào tất cả anh chị em đang theo dõi trên kênh Fanpage buổi tường thuật và bình luận trực tiếp ngày thi đấu cuối cùng vòng loại 2 giải đấu Vương Gia Đại Chiến, một trong những giải đấu lớn nhất do Sân Đình tổ chức để tri ân các bậc vương gia trên sân đình, những người đã có rất nhiều những đóng góp cho sự phát triển của sân đình nói riêng và của cộng đồng nói chung. Vâng ạ, đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của cộng đồng chúng ta, cho sân chơi của chúng ta. Đây là giải đấu tri ân, cho nên các bậc vương gia không phải đóng phí và tất cả đều là khách mời của ban quản trị sân đình hết ạ. Vâng, để vào theo dõi trực tiếp trận đấu trong bàn chơi thì chúng ta cần có 50.000 điểm kinh nghiệm và một số bảo. Vâng, 50.000 điểm công thần và một số bảo tương ứng một với dịch bàn chơi, và rất khó để các bạn vào trong bàn để theo dõi trận đấu trực tiếp. Chúng ta hãy theo dõi qua kênh buổi tường thuật, qua kênh Fanpage của sân đình để chia sẻ chế độ công khai và để lại ID. Mọi người có thể vừa theo dõi được trận đấu và vừa nhận được quà từ ban tổ chức Chi Chi, Cửu Vạn, Hứa Sách. Rất khó. Vâng, Bát Sách ăn rồi, đánh Chi rồi, Ngũ Vạn ạ. Anh Cường 8586 chạm được Bát Sách đánh Chi đi và tiếp tục gọi ủ cái Ngũ Vạn ở cửa nhà dưới. Vâng, tôi nhớ lúc nãy anh cũng có một ván tương tự, chạm Tam đánh Cửu và ủ Ngũ, bây giờ chạm Bát đánh Chi ủ Ngũ ạ. Có Thiên Khai, vâng anh có Thiên Khai bắt Văn, tiếc quá bài này không chạm được Chi. Chạm được Chi chờ Bát, chúng ta cùng xem, nếu chạm được Chi chờ Bát thì cũng không ủ được. Chúng ta đang vừa kết thúc ván thi đấu thứ 13 ở bảng F. Vị trí của 4 vương gia trong bàn chơi đang nhất bảng DP, nhất bảng 898989 với 13 điểm dương. DPK 8680 tạm thời đứng thứ 2 với 9 điểm dương. Và anh 3X âm 23 điểm đang tạm thời đứng thứ 4. Trận đấu rất căng thẳng ạ. Vâng ạ, rất căng thẳng và rất cân. Hai bảng đấu của chúng ta hôm nay đều rất cân, nó trái ngược hoàn toàn với hai trận đấu mang tính chất trình diễn ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta được chứng kiến, vâng ạ, anh Át Ben cũng như chị Mai Thúy Anh đã có hai buổi có thể nói chắn trình diễn. Chị Mai Thúy Anh ngày hôm qua về nhất bảng C với 187 điểm dương, anh Át Ben với 131 điểm. Và hôm nay thì chưa có một vương gia nào thực sự bước lên. Đến lúc này cao điểm nhất vẫn chỉ là anh Phạm Hương Trả với dương 42 điểm thôi.
và đang là ván chơi thứ 18. Thời gian còn rất dài, cũng như các thứ hạng chưa nói lên điều gì, khoảng cách của chúng ta chỉ là một ván ù thôi ạ. Vâng ạ, như ở bảng E chúng ta đang theo dõi, vị trí thứ tư và vị trí thứ nhất đang khoảng là 72 điểm, tương đương với một ván ù 18 điểm thôi. Chỉ mới một ván ù 18 điểm thì Hoàng Thiên Đế đang đứng thứ tư sẽ nên đứng đầu bảng luôn. Phạm Hương Trà tiếp tục gọi ù cái lục sách. Chắc chắn là có thông. Và chúng ta cùng chờ xem có gì không. Ăn bát sách đánh kiểu sách rồi. Quét ba đầu lục rất nhanh. Vâng ạ. Ô, anh vui vẻ. Vâng, tôi đang mải tính cái điểm. Anh vui vẻ, anh đè rồi. Vui vẻ ù trì cái lục sách ạ. Vâng, xin lỗi các bạn, tôi đang tính cái điểm của anh Hoàng Thiên Đế. Anh đang cần 18 điểm để nhất bảng. Và anh vui vẻ, anh đè cái lục sách rồi. 3 điểm, vâng, ván ù trì. Anh vui vẻ 13 đã vươn lên đứng thứ 2. Anh vui vẻ 12 đã vươn lên đứng thứ 2 với 3 điểm dương. Trận đấu rất căng. Chúng ta cùng đến với bảng F, liên tục cập nhật điểm số của hai bảng. Bảng khoảng cách chúng ta đang giữa hai bảng thi đấu, chúng ta đang vênh nhau mất 3 ván đánh. Tranh đấy nhau khoảng 10 phút, vâng ạ. Sau 16 ván chơi thì trọng tài sẽ tiến hành đổi chỗ theo cặp chéo. Bên ngày khoảng cách giữa vị trí thứ tư và vị trí đầu bảng đang là 64 điểm, tương đương một ván ù 16 điểm thôi các bạn. Tất cả hai bảng thi đấu của chúng ta, vị trí nhất và best, khoảng cách chỉ là một ván ù. Bên này là 16 điểm, bên kia là 18 điểm. Và thứ hạng của trận đấu hoàn toàn có thể thay đổi sau một ván chơi. Và thời gian của chúng ta còn rất dài. Như bảng F này còn chưa đi hết lượt thi đấu thứ nhất cơ. Thất văn. Ăn tam vạn đánh tam sách rồi. Thất văn nên không gì, ăn thất văn đánh bát sách. Cửu văn. Tứ văn ạ. Ăn cửu đánh tứ. Lục văn. Sao 89 không để lại lục được chờ nhỉ? Khả năng chưa được chờ, ăn ba chắn dưới chiếu. Vâng. Bái gọi ủ ngũ văn rồi ạ. Ngũ cung ngũ nhạc nên thơ, ngũ thường nên đạo, chờ vờ ngũ ngồi. Anh bái gọi ủ ngũ văn ở cửa nhà trên, chúng ta cùng chờ xem. Quét ba đầu rồi. Thông thôi. Vâng, thông và anh đang dương 52 điểm, cũng đúng với điểm của anh ở vòng loại thứ nhất. Bên này anh vui vẻ 12. Tiếp tục với một ván ù thông. Thông nào, vâng ạ, 6 điểm. Và anh đang tạm thời phả hơi nóng vào Phạm Hương Trà. Chúng ta anh vui vẻ 12 chỉ còn thua Phạm Hương Trà có 12 điểm thôi. Một ván tương đương một ván ù 3 điểm. Rất căng thẳng, chưa nói nên điều gì ạ. Khoảng cách ở bảng F này đang là 72 điểm và Hoàng Thiên Đế chỉ cần một ván ù 18 điểm. Một ván gà thôi, chúng ta cứ nói là ù một ván có gà thôi. Là cơ hội lại trở nên sáng sủa, cơ hội này rất nhiều. Chúng ta lấy 4 vương gia về 3 cao điểm nhất và chỉ cần hai vị trí về 3 hôm nay trong hai bảng thi đấu chỉ cần âm ít hơn, âm 48 điểm trở lại thôi là sẽ có vé đi tiếp vào vòng tứ kết ạ. Và trận đấu hôm nay
hai bảng đấu rất căng thẳng, rất cân sức, cù rất bé. Vâng ạ, chào Nguyễn, em chào anh Nguyễn Thái Bình, hội trưởng đẹp trai. Vâng, anh hội trưởng đẹp trai đến từ chắn hội MU. Vâng, khán giả đang yêu cầu chúng ta xem lại trận 3X dẫn đầu. Vâng ạ, anh 3X đang dẫn đầu với 52 điểm dương ở bảng F bạn nhé. Vâng, sau ván thi đấu thứ 15 thì anh 3X đang dương 52 điểm. Ba nhà còn lại đều âm ạ, 8989 âm 12 điểm. Chưa nói nên điều gì. Bên này là khoảng cách chúng ta đang là 76 điểm. Nhất nhì, nhất bét đang 76 điểm. Một ván ù 19 điểm thôi. Bảng E thì cần một ván ù 18 điểm là từ bét lên nhất luôn ạ. Vâng, em chào anh Nguyễn Thái Bình. Anh có chia sẻ là xong vụ này khởi động dần chương trình ấm áp mùa đông 2020 đi em, không lại muộn. Vâng ạ, em rất cảm ơn anh Nguyễn Thái Bình đã nhắc nhở. Vâng, Sơn Đình cũng đã có kế hoạch xúc tiến cái sự kiện ấm áp mùa đông rồi ạ. Và cũng như theo thường lệ, vâng ạ, tiện anh nhắc nhở em cũng chia sẻ luôn, và cũng nhờ cộng đồng chấn thủ của Sơn Đình, vâng ạ, giới thiệu cho Sơn Đình một cái điểm làm từ thiện trong cái khoảng vi các bạn được biết. Và ưu tiên của chúng ta vẫn sẽ là ưu tiên cho giáo dục các bạn nhé, vẫn là ưu tiên cho những mục tiêu xây trường, xây lớp, hỗ trợ cho giáo dục, hỗ trợ các em nhỏ vùng cao ạ. Quan điểm của chúng ta thay thế. Và ngay sau sự kiện giải đấu Vương Gia Đại Chiến này thì Sơn Đình sẽ xúc tiến. Và nếu các bạn ở trên khắp mọi miền tổ quốc, vâng ạ, các bạn nếu có cảm thấy một cái điểm từ thiện nào, một điểm trường nào cần hỗ trợ, dĩ nhiên là ưu tiên về giáo dục các bạn ạ. Quan Sơn Đình và cộng đồng game Sơn Đình sẽ ưu tiên cho giáo dục, ưu tiên cho việc xây dựng trường và lớp. Và năm ngoái chúng ta cũng xây dựng 3 lớp học ở trên huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Nếu các bạn có điểm, một điểm nào cần hỗ trợ, quen biết một điểm nào đó, đã được chứng kiến một điểm nào khó khăn cần hỗ trợ, các bạn hãy giới thiệu cho chúng tôi, giới thiệu trực tiếp cho 1001 tôi ạ. Vâng ạ. Số điện thoại cũng như Zalo của tôi là 0339324078. Các bạn hãy cung cấp thông tin, chúng ta cùng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa có điều kiện để học tập được tốt nhất. Vâng, quan điểm của Sơn Đình và quan điểm của cộng đồng chúng ta sẽ là ưu tiên cho giáo dục. Chúng ta cùng trở lại với bảng F. Vâng ạ, trọng tài 122 đang cho các chắn thủ đổi chỗ, và chúng ta sẽ đổi chỗ theo cặp chéo. Giải đấu của chúng ta tất cả các trận đấu đều thi đấu 32 ván, và sau 16 ván sẽ đổi chỗ theo cặp chéo các bạn nhé. Đổi chỗ theo cặp chéo nghĩa là ai ngồi chéo thì vẫn giữ nguyên, nhà trên sẽ chuyển xuống dưới, nhà dưới ngồi lên trên. Như vừa xong anh 3X ngồi dưới DPK 8680 thì bây giờ sẽ chuyển lên ngồi trên ạ. Mỗi nhà sẽ đều có cơ hội ngồi trên và ngồi dưới nhau 16 ván. Nãy DPK 8680 đi anh 3X rồi, bây giờ 3X có cơ hội quật lại. Vâng ạ, chúng ta cùng xem sau 16 ván chơi thì 3X đang dẫn đầu với 67 điểm. Vâng ạ, chúng ta cùng xem ngó lại một chút, tranh thủ ngó lại một chút ván ù 66 điểm của anh 3X nhé. Xem anh, vâng ạ, sẽ chỉ về thủ chi thôi, nhưng tranh thủ của chúng ta cùng xem lại. Vâng ạ, xem anh đánh nước anh ù chi ván đấy như thế nào. Số điểm đó thì sẽ rất tròn là dù về thủ chi rồi, xem có là tại nhà ai ăn đánh mà cái chi nó rơi cửa không. Anh lái về đúng cây chi về cửa mình, cửu sách. Vâng ạ, cửu sách đúng cây chi, đơn giản quá. Vâng ạ, ăn ngũ vạn, ăn chắn thất cửu sách và chi về đúng cửa chi nhà mình.
bát vạn không ăn. Tứ sách đánh thất sách rồi. Chắn, vâng. Ủng hộ chéo cánh qua sông Trăng, cửu sách à. Chết ngắc rồi, dưới, nhị văn ạ. Chiều chiều, chim vịt kêu chiều, nhớ người quân tử khăn điều vắt vai. Ăn nhị văn đánh nhị sách tiếp tục bốc cửu sách chết cả hai nhà rồi, chi chi. Chi chi sớm quá. Chào anh, vâng, em chào anh Hà Đông, lại Hà Đông. Cảm ơn anh đã theo dõi, anh hãy chia sẻ. Vâng ạ, anh Cường 8586 gọi ù với Ngũ Văn. Ở cửa nhà chéo rồi. Cấy xong ngồi nghỉ trên bờ, đầu còn đội nón đã mơ mùa màng. Bạch định rồi, vâng ạ. Ba đầu ngũ rất nhanh. Bài chỉ có một cái cửu sách thôi. Vâng, khi nhà chéo cánh đánh bát vạn. Anh Cường 8586 đã đánh cây cửu sách đi và tôi vẫn nói này, là chẳng nhẽ ủng hộ chéo cánh qua sông không ạ? Và bài anh có đúng cây cửu sách thôi. Tình huống là cũng là lợi dụng đám ma tẩu tán quan tài. Chúng ta cùng trở lại với bảng E. Tranh thủ đảo qua từng bàn. Vâng ạ, anh Phạm Hương Trà đã nới rộng khoảng cách lên 60 điểm dương rồi. Và bây giờ Hoàng Thiên Đế nếu để nhất bảng sẽ phải vượt qua số điểm là 108 điểm, tương đương với một ván ù 27 điểm các bạn. Vâng ạ, sẽ là phải là hai ván ù gà. Chắn thủ về 3 trong hai bảng đấu hôm nay chỉ cần âm 48 điểm là sẽ được đi tiếp ạ. Mọi người cố gắng không đâm âm với điểm số ít hơn nhé. Về 3 thôi, nhưng nếu âm ít điểm hơn con số 49 sẽ là đi tiếp, sẽ được vào vòng tứ kết. Mà chỉ cần lọt vào tứ kết tôi sẽ chắc chắn nhận được quà từ ban tổ chức rồi ạ. Vâng ạ, vào vòng tứ kết thôi. Nếu Vương Gia nào bị loại ở vòng tứ kết cũng vẫn nhận được 3 thưởng, từ 3 tỷ bảo từ ban tổ chức. Ăn bát sách đánh thất sách rồi. Nắng to che mắt khỏi quàng, cầm chắc tay nải để vàng khỏi rơi. Ăn bốn cây thất ở dưới rồi. Hoàng Thiên Đế đánh gì đây? Bát văn ạ. Chào Thăng Chọc nhá. Được, bàn cứng. Bát vạn dưới rồi, có ăn không? Ngũ vạn ạ. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Ăn ngũ vạn đánh đi cái cửu vạn rồi, dưới đánh bát sách lại ăn cửu. Vâng, các vương gia chúng ta nước đánh rất năn néo, cũng không nói trước được điều gì. Đôi khi bát sách chỉ là một hành động câu chạm thôi, đánh đòn nhử thôi, cũng là kết hợp với nhiều nước bài nhị sách tam sách ạ. Phạm Hương Trà gọi ù cái tam sách giữa cửa chi rồi ạ. Biết nhau từ thủa buôn thừng, chăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau. Nhiều người vẫn cứ gọi là cây bắt rắn, nhưng tôi thì tôi cho là đó là cầm sợi dây thừng. Chỉ tôm có chiếu, thông chỉ tôm có chiếu ạ. Vâng ạ, tôi bỏ qua mất cước thông của anh Phạm Hương Trà. 81 điểm rồi ạ. Anh Phạm Hương Trà rất xuất sắc. Ở vòng loại thứ nhất, anh Phạm Hương Trà về 3 bảng thi đấu bảng số 7 với âm 32 điểm. Và ở vòng thi đấu vòng loại thứ hai, anh đang thi đấu rất xuất sắc khi đang đứng đầu bảng E với 81 điểm dương ạ. À, Thăng Chọc không có gái ngồi cạnh, não nói nuột hẳn. Có gái ai ngồi trước, ngồi bên cạnh gái xinh chả thế mà em. Anh cũng có cái tật chung của đàn ông, ngồi cạnh gái xinh nó hơi xấu một tí, nhưng mà cái tật chung thôi. Rồi hết cả nên. Chúng ta sẽ gặp lại những hot girl của cộng đồng ở vòng tứ kết. Nhị văn thất vạn ạ.
mất bạn, mất vợ vì mày, thằng nhọ mõm cắn bánh tây đây rồi. Đó là câu thơ miêu tả cái thất vạn. Vâng ạ. Ngũ Văn. Chán Ngũ Văn đánh thất vạn. Hết 3. Rất khó ăn chắn và ăn cả thất vạn thất sách rồi. Đánh ngũ sách ạ. Một thuyền một bến một dây, ngọt bùi ta hưởng đắng cay chịu cùng. Ăn ngũ sách đánh nhị sách rồi. Tuổi xuân chả biết kiêng khem, về già chống gậy tòm tem thế nào. Bát vạn không ăn, mở bát sách giữa cửa trì đây ạ. Có ăn không? Dưới. Ăn bát sách rồi. Ăn bát sách đánh bát văn. Đỉ chính chữ bát văn rồi ạ. Và dưới mở thất sách. Ba chắn rồi nhá, anh vui vẻ 12 ăn ba chắn dưới chiếu rồi. Chúng ta cùng chờ xem anh đánh cái gì. Cửu sách ạ. Vận đen gặp gã đi tuần. Đèn hồng sai đỏ. Chín phần hỏng ăn. Cửu văn ạ. Một gùi vác nặng trên vai, đố ai hay chữ đọ tài cùng tôi. Cửu văn không ăn, mở bát vạn. Trên dưới bảo nhau đi, dưới cũng mở rồi. Lục vạn. Người ta làm nụng niên miên, còn anh chống quốc ngưỡng thiên sáng ngày. Ăn lục vạn đánh tam sách. Chồng người đi Nhật đi Tây, chồng em đội nón chơi dây ngoài đường. Tam sách không ăn, mở cửu sách rồi. Dưới rồi ạ. Chi chi đi. Không ai gọi à? Ngũ sách dưới rồi ạ. Ngũ sách anh thôn lớp 34 không gọi à? Thất văn. Bác này bê nọ mắm tôm, tay kia chẳng biết có thơm thịt cầy. Ăn thất văn đánh gì đây? Vâng, hai nhà anh vui vẻ 12, anh Phạm Hương Trà đều ăn đến 4 chắn ở dưới chiếu cơ ạ. Bài đói chắn quá. Chúng ta vẫn thường nói gặp một nhà ăn nhiều chắn ở dưới chiếu vẫn hay hỏi nhau, nhà chắc cấy nhiều ruộng lắm. Tam vạn đã có người gọi u rồi ạ. Vâng, đúng là gái sinh ba vạn quan tiền. Em về tôm tép ruộng điền với anh. Hai tôm. Tiếc quá anh à. Nếu để nguyên thì anh chi bạch thủ rồi. Chi bạch thủ tôm và nước bài cũng đánh đấy cũng đúng thôi. Anh đang nhất bảng rồi. Ra rộng và anh ủ hai tôm. Thông hai tôm 6 điểm. Hơi tiếc một chút nhưng không sao. Đánh thế nó cũng là đúng bài thôi. Chúng ta cùng đến với bảng F. Rất căng thẳng. Nếu như tôi đang nói chứ, nếu như hai bảng đấu đều kết thúc với thứ hạng điểm số như thế này thì mỗi bảng đấu sẽ có 3 vương gia đi tiếp ạ. Chỉ cần các vương gia về 3 ngày hôm nay âm 48 điểm đổ xuống, chúng ta sẽ có vé vào vòng tứ kết. Anh Hoàng Thiên Đế có vẻ bài hôm nay mà bài rất xấu, vẫn âm 61 điểm và may là trong bảng đấu của chúng ta các chán thủ hôm nay ủ tương đối bé, không có ván ủ to. Vâng ạ. Tứ văn, thất văn ạ. Đi rồi, tam sách. Tam vạn.
ngũ văn trên dưới bảo nhau. Ăn rồi, trên ăn rồi, trên ăn thì dưới nhịn rồi. Có đi không? Đánh chậm như này là chắc chắn là không đi rồi. Cửu văn, vâng ạ. Nhị văn. Muốn ăn cơm trắng cá kho, lại đây mà đẩy xe bò với anh. Đi chính chữ cây cửu văn rồi, dưới mở cây gì đây? Cửu sách. Đốt đèn lên chàng cửu sách vô tư, ta vào hội với tình yêu ưu ái, ta vào hội cho đời trẻ lại, quên sầu đau, quên cả nỗi buồn riêng. Vâng, đó là bốn câu thơ miêu tả về cây cửu sách, cũng như là một bài vịnh, bài sướng ca nói về thú chơi chắn, thú chơi bài chắn cạ tổ tôm. Đó là khổ thơ cuối cùng. Đốt đèn lên chàng cửu sách vô tư. Hoàng Thiên Đế đã gọi ù cái tam sách rồi ạ. Và vẫn chỉ là ván suông thôi. Người ta gọi hình bài này, vâng, các cụ vẫn nói là tôm cong nèo cụt, không có một cái gì cả. Đến đúng tam sách đây nhưng cũng không làm gì. Ván chơi thứ 24 ở bảng E đã kết thúc. Chúng ta cùng đến với bảng F. 89 đã gọi ù cái nục văn ở cửa nhà trên. Và ván chơi của chúng ta đang ở ván thứ 21 nhé. Vâng, sau 21 ván chơi, điểm số ở bảng F đang là anh 3X dương 107 điểm. Anh Cường 8586 âm 17 điểm. 8989 đứng ở vị trí thứ 3 âm 33 điểm. Và DPK 8680 Vương Gia đến từ hội chắn Hải Dương đang tạm thời đứng vị trí thứ 4 với âm 57 điểm. Ngoài anh 3X vượt lên trên, ba Vương Gia còn lại đang cạnh tranh rất không liệt. Vâng, cạnh tranh với nhau và cạnh tranh với 4 Vương Gia về 3 của 4 bảng thi đấu trước đó nữa. Chúng ta sẽ lấy 12 Vương Gia nhất nhì 6 bảng đấu cộng với 4 Vương Gia về 3 có thành tích tốt nhất. Vâng, trong cái trường hợp mà các Vương Gia bằng điểm nhau, tôi đang nói ở vị trí về 3 đấy ạ, thì chúng ta sẽ có những chỉ số phụ, sau đó là tổng số điểm ù trong một trận đấu cao hơn. Chỉ số phụ thứ hai đó là có ván bài ù cao điểm hơn, có nghĩa là ù to hơn đấy ạ. Vâng ạ, có một ván là đầu tiên là tổng điểm của cả trận đấu, sau đấy là có ván ù to hơn. Và chỉ số cuối cùng để phân hạng đó là số ai so số ID. ID ai nhỏ hơn thì người đấy sẽ được ưu tiên xếp trên. 4 Vương Gia về 3 có thành tích tốt nhất đến lúc này sau 2 ngày thi đấu các bảng ABCD. Chúng ta đang có 4 Vương Gia đó là Tự Tin Khoe Cá Tính âm 23 điểm, Trịnh Xuân Phú âm 25 điểm, HB Hải Phòng âm 49 điểm và Nam Định 0022 trưởng ban pháp chế Trạng Nguyên Sơn Đình của chắn hội MU đang âm 57 điểm, đang tạm thời đứng vị trí thứ tư. Chúng ta sẽ xác định 4 Vương Gia. 4 trên 6 Vương Gia có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp, sẽ vẫn có vé vào vòng tứ kết ạ. Thất vạn lục sách. Chớ nghe gái đẹp nỉ non, kẻo rồi có núc nuôi con một mình. Đấy là câu thơ mà tôi chế để vịnh cái lục sách ạ. Vâng ạ. Tiếp tục là lục sách. Vâng, lục sách hết 4 rồi. Vâng, chớ nghe gái đẹp nỉ non, kẻo rồi có núc nuôi con một mình. Ăn lục sách đánh kiểu sách rồi ạ. Thất sách. Bát vạn. 8989 anh Cường. Vâng ạ, anh Cường đã đè 8989 cái bát vạn rồi. Anh Cường gọi ù cái bát vạn giữa cửa chì rồi ạ. Vâng ạ. Chỉ là chì thôi. Vâng ạ, theo tin của chúng tôi nhận được thì ở bàn bảng E, anh Vương Gia, Vương Gia vui vẻ 12 đã vừa ù ván 8 đỏ 2 nèo 17 điểm. Vâng, hay quá, chúc mừng anh vươn lên vị trí thứ nhì rồi. Chúc mừng anh vui vẻ 12.
48 điểm dương đứng thứ hai và để anh Thalot Ba Tư xuống âm 56 điểm rồi. Chúng ta đang ở ván thi đấu thứ 26. Rất căng thẳng vâng ạ. Chúng ta cùng trong khi đang chờ các vương ra xếp bài, chúng ta cùng xem qua xem là cái bảng xếp hạng tuần của tính năng vương ra tranh tài. Vâng, tính năng dành cho các vương ra thi đấu ở trên vương phủ. Đứng đầu vẫn là Hero AP 236 điểm rồi. Vâng. Đứng thứ hai là anh Appen 216, 3X 129. Tính năng này sẽ được tự động cập nhật theo điểm số ù của các vương gia chơi ở trên vương phủ và bàn chơi đủ 4 người trong khung giờ từ 20 giờ đến 24 giờ các ngày từ 14 tháng 9 đến 27 tháng 9 bạn nhé. Tứ văn hết 3 tam văn. Long lanh như bát nước chè, đẹp thì có đẹp nhưng què một chân. Ăn tam văn đánh bát văn rồi. Bát văn đi cái bát vạn rồi, dưới đánh cửu vạn. Và ngay cái bát vạn vào đầu rồi, bát sách không ăn. Vâng ạ. 8989 ăn chắn cửu vạn, chắn bát sách ở dưới chiếu rồi. Cớ sao ngồi nhẫn tàn canh, nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây. Đó có phải là tâm sự của vương gia 898989 không ạ? Cớ sao ngồi nhẫn tàn canh, nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây. Chi có lên không? Thất sách đánh thất vạn. Vâng ạ, 3X gọi ù cái thất vạn giữa cửa chi rồi ạ. Hai chắn gì chiếu chúng ta cùng chờ xem nhá. Không có gì. Vâng ạ, chỉ là chì thôi. Vâng, chì cũng đã đưa anh điểm số của anh lên 113 và củng cố vị trí đầu bảng F rồi ạ. Chúng ta cùng vòng qua bảng E. Anh Thanos 34 đã ù chi chi rồi ạ, giữa cửa chì rồi ạ. Rất căng nhá. Bảng thi đấu của chúng ta đang có 3 nhà, 3 vương gia đang dương ạ, dương điểm. Và rất có khả năng bảng E sẽ có 3 vương gia đi tiếp. Đến lúc này chỉ có Hoàng Thiên Đế, vâng ạ, âm 96 điểm. Một mình anh gánh team. 3 nhà còn lại rất cân và đều là dương. Phạm Hương Trà đang đứng đầu với 56 điểm dương, đứng thứ hai anh Vui Vẻ 12, dương 24 điểm và Thanos 34 dương 16 điểm. Các vương gia của chúng ta ở bảng thi đấu bảng E đang bước vào ván đánh thứ 27. Chúng ta còn 6 ván đánh nữa tính cả ván này. Hoàng Thiên Đế sẽ phải ù ít nhất 2 con gà để cứu vãn. Vâng ạ. Để níu kéo lại cái cơ hội của mình. Hoặc tối thiểu sẽ không phải một ván ù to. Vâng, một ván như anh Thanos 34 vừa ù 24 điểm. Chúng ta cùng xem ghé qua bảng E một chút trước khi quay lại bảng F để chứng kiến những ván đánh cuối cùng. Bảng F chúng ta còn 6 ván đánh nữa. Chúng ta sẽ ở bảng E 3 ván chơi trước khi quay lại bảng F. Vâng, anh Phan Sáng tải về điện thoại chơi được không? Chơi được anh nhé. Vâng ạ. Anh sử dụng thiết bị gì thì tải về đó. Nếu như anh sử dụng iPhone thì vào App Store. À, anh sẽ truy cập vào trang sandinh.com ạ. Vâng ạ, sẽ tải theo hướng dẫn, sau đó xác minh tin cậy anh sẽ thể chơi được. Còn nếu anh dùng hệ điều hành Android, anh vào CS vào đây anh tải về với từ khóa là chắn Sơn Đình. Vâng ạ. Nếu có khó khăn trong cái câu tải chắn về các trên các thiết bị di động, anh hãy gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng Sơn Đình 0988 153993 để được hỗ trợ quá trình tải chắn về các thiết bị di động bán nhanh anh nhé. Vâng, chúc anh chơi vui với cộng đồng chắn dân gian Sơn Đình, cộng đồng
người thật việc thật và đề cao với phương châm chơi vui sống đẹp. Chúng ta ở đây là chơi chắn giải trí và thỏa mãn cái niềm đam mê chắn dân gian cũng như cái thú chơi tao nhã của cha ông. Chi Chi kìa, có ai gọi không? Anh Ba X khả năng thối chi chăng? Bạn Đoan Tùng đang hỏi chưa thấy mã quà tặng nhỉ mốt. Vâng, hôm nay sẽ không có mã quà tặng bạn ạ. Hôm nay quà tặng của chúng ta sẽ là chia sẻ chương trình, chia sẻ buổi live stream tường thuật bình luận trực tiếp này trên trang cá nhân của bạn ở chế độ công khai và để lại ID sẽ nhận được thưởng các bạn nhé. Hôm nay sẽ không dùng mã quà tặng ạ. Hãy chia sẻ ở chế độ công khai và để lại ID sẽ bạn sẽ nhận được thưởng. Anh Cường 8586 đã gọi ù cái Tam Văn để anh 3X rồi. Vâng, DBK đang nói đang chat là Tam Vạn. Anh Cường 8586 xuông nghỉ ăn tiền vì treo tranh bát văn bát vạn rồi ạ. Vâng ạ, anh có lẽ do vội. Anh có chắn bát vạn, anh ăn bát vạn anh lại rút bát văn hạ xuống chiếu và bị treo tranh rồi. Vâng, một lỗi rất hiếm gặp ở trên khu vương. Nhưng mà trong diễn biến một trận thi đấu đỉnh cao, vâng ạ, một trận để xác định vào vòng tứ kết thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Treo tranh thôi. Có lẽ anh cũng bị sớm phát hiện ra cái lỗi đấy của mình và anh ù rất nhanh. Luật chắn của sân đình cho phép các trường hợp ù mà bị treo tranh như anh Cường 8586 vừa xong ở ván chơi tiếp theo chúng ta đều có sẽ được sướng thông bạn nhé. Theo quan điểm của sân đình nghĩa là vẫn sẽ được sướng thông ở ván chơi tiếp theo ạ. Có nhiều trường hợp cũng vâng cũng thắc mắc tại sao nghỉ ăn tiền mà tại sao vẫn được sướng thông. Vâng, đó là luật của sân đình từ trước rồi, đã quy định từ rất lâu rồi. Các ván chơi không được ăn tiền nhưng vẫn được quyền bốc cái, và được quyền bốc cái thì có nghĩa là vẫn được sướng thông. Cũng chỉ là một dịch thôi. Chúng ta cũng nhiều người cũng tranh luận nhưng mà thực sự cái luật chơi chắn của chúng ta trong dân gian cũng có rất nhiều các dị luật khác nhau, và luật của sân đình là những cái khái niệm luật mà chung nhất, cũng đã mang tính logic, cũng đã mang tính những cái có sự cân đối, cái đặc điểm chung nhất của bộ môn này rồi. Cửu Văn: sáng thời lên núi đốt than, chiều về xuống biển đào hang bắt còng. Có cả bắt sách nhưng mà lại đánh cửu vạn đi rồi. Ta Văn, Nhị Văn: ăn nhị văn đánh nhị sách rồi. Tứ Vạn ạ. Tứ Vạn hết 4 và vẫn ăn được DBK 8680, cố lên. Vâng ạ, đi cái nhị rồi. Ngũ Văn: ai gọi ù cái Ngũ Văn thì tôi sẽ hát văn luôn ạ. Không gọi ù, vâng ạ. Bốn chắn ở dưới chiếu rồi. Anh Cường 8586 đánh gì đây? Ăn Ngũ Văn đánh Ngũ Vạn. Tam tứ nục. Vâng. Vẫn là bốn đỏ rồi ạ. Vâng ạ. DBK. Đánh cái gì? Năm chắn rồi ạ. Nếu mà ù phá thiên thì sẽ bằng 8 đỏ 2 lèo 17 điểm đấy ạ. Chúng ta đang nhìn thấy anh Cường 8586 ăn tới 5 chắn ở dưới chiếu rồi. Tam sách anh không ù đâu. Bá X gọi ù cái tam sách rồi. Vâng.
bãi ngủ tam sách là đúng rồi, chúng ta cùng mà anh Cường 85 86 không ngủ tam thì khả năng anh sẽ chờ thất. Bãi gọi là ù xuông và đang dẫn đầu với 119 điểm ạ, 119. Nếu điểm số của bảng F kết thúc như thế này thì chúng ta sẽ có bảng F sẽ có 3 vé đi tiếp. DBK, DBK bắt được cây tứ sách nét nhưng mà lại lên nóc ngồi. Đỗ Khương, vâng bạn Đỗ Khương gọi gì mình đấy ạ? Chào Vũ Trung. Mốt 01 cho em hỏi tại sao em chat không nên chữ cái luôn nhỉ? Mình chưa hiểu ý của bạn lắm. Bạn xem lại kết nối của mình ạ. Vâng ạ, xem lại kết nối và có thể xem lại cài đặt trên thiết bị của mình ạ. Mình chat mà không hiện lên chữ cái. Phan Hòa tải được không át? Vâng, chắc chắn là tải được rồi ạ. Vâng ạ. Game của chúng ta chơi online và các bạn có thể chơi trực tiếp trên máy tính cũng như tải về các thiết bị di động như điện thoại, iPad nhé. Nếu gặp khó khăn trong việc tải game về chơi giải trí, các bạn hãy gọi tới hotline chăm sóc khách hàng của Sơn Đình 0988 153993. Trong khung giờ từ 9 giờ đến 23 giờ hàng ngày các bạn sẽ nhận được trợ giúp. Nhị Văn. Tám chín tám chín đang ở một cái ngưỡng cũng khá bấp bênh để cho xuất về ba đi tiếp. Vương gia 8989 sẽ phải có cố gắng, sẽ phải ù cho mình những ván ù để tích lũy thêm cái điểm số. Nếu kết thúc như thế này âm 41 điểm thì sẽ được đi tiếp, nhưng mà nếu như các nhà khác ù, khoảng cách âm của em sẽ được bị đào sâu xuống và xem như thế sẽ rất nguy hiểm. 3X đã gọi ù cái nục văn rồi ạ. Chúng ta cùng xem nốt ván này ở bảng F, sẽ trở lại bảng E vì bảng E đang thi đến những ván đánh cuối cùng rồi. Anh 3X gọi thông bạch thủ, gọi ù cái nục văn thông bạch thủ ạ, 5 điểm. 8 8 9 8 9 đang âm 46 điểm, cố lên nhá. Chúng ta cùng đến với những ván chơi cuối cùng. Vâng ạ. Bảng E đang bước vào ván thi đấu thứ 30 và trận đấu của chúng ta còn 3 ván, tính cả ván này sẽ kết thúc ạ. Vâng, một điểm nhấn của trận đấu đó là anh Thalốt 34. Anh ù hai ván gà và anh vươn lên dẫn đầu luôn rồi ạ. 104 điểm, một ván 42 điểm, một ván 48 điểm, rất xuất sắc. Ở vòng loại thứ nhất thì anh Thalốt 34 cũng thi đấu rất rực rỡ. Anh kết thúc bảng đấu thứ 3, số 3 với thành tích là 123 điểm dương đầu bảng. Và vòng 2 này anh cũng đang dẫn đầu với 104 điểm. Bỏ rất xa cắm thủ Phạm Hương Trà vị trí thứ 2 với 32 điểm dương. Phạm Hương Trà tiếp gọi ù cái nhị sách rồi. Tôm thôi, tôm cũng là rất quý rồi ạ. Vâng ạ, đến lúc này giai đoạn nước rút này rồi, chỉ cần ù thôi. Phạm Vương Trà đang đứng thứ hai, cần ù xuông đây, ù xuông ù được cũng là quý rồi chứ không nói đến tôm nữa ạ.
chi nằm rất sâu, một chắn chi cơ, nhưng mà vâng, không không ai làm gì. Hoàng Thiên Đế đã đánh chi và anh vui là 12 ăn chi rồi. Được, chỉ cần hai ván ù thôi. Chúng ta còn thấy trước đấy nữa, anh Thanos 34 ván 72 điểm thì chúng ta đã được chứng kiến sẽ được xem rồi. Vâng, lúc trước 24 điểm. Hai ván ù gà liên tục. Để nhất bảng luôn, với bây giờ đang là 100 điểm dương. Đến lúc này có thể nói, vâng, có thể, vẫn là có thể, nhưng có thể nói là anh Thanos 34 đã có một vé vào vòng tứ kết rồi ạ. Ván chơi thứ 31. Chúng ta sẽ có 6 bảng đấu và sẽ lấy 12 vương gia nhất nhì các bảng cộng với 4 vương gia về 3 có thành tích tốt nhất. 4 trên 6 vương gia về 3. Đi chính chữ thất sách rồi. Phạm Hương Trà đang trong, Phạm Hương Trà cũng không cần thiết phải đi gắt thế ạ. Phạm Hương Trà đang đứng thứ 2, vâng ạ. Thi đấu không? Trong thi đấu có chúng ta sẽ phải tính toán cái việc cương nhu đúng lúc, có những lúc phải bơm, có những lúc phải đi, thậm chí đi rất rát, đi gắt luôn đấy ạ. Như trong trường hợp này thì Phạm Hương Trà cũng không nhất thiết phải đi anh Thanos 34 như thế, có lẽ là thuận bài thôi, tiện cây thôi. Thất vạn, rất khó, ngũ vạn, rất khó khăn cho Hoàng Thiên Đế khi chúng ta đang bước vào ván thi đấu thứ 31 và bây giờ trận đấu chỉ còn 2 ván đánh nữa. Hoàng Thiên Đế đã âm 132 điểm. Thanos có lẽ chưa được chờ. Bát sách trên dưới bảo nhau là ăn bát sách mà ù cái bát vạn giữa cửa nữa thì Hoàng Kinh Đế vui quá. Thanos 34 gọi ù tam sách rồi. Vâng, lục với tam hai cây như nhau. Có chiếu. Vâng, chúc mừng anh Thanos 34 với ván ù ở ván chơi thứ 31 và với 109 điểm anh đứng đầu bảng E. Chúng ta đang bước vào ván chơi cuối cùng và đến lúc này anh Thanos 34 đã chắc chắn một vé vào vòng tứ kết rồi. Chúng ta cùng chờ xem ở bảng đấu này sẽ có những ai được đi tiếp. Anh Vui Vẻ 12 đang đứng thứ 3 và nếu theo cái điểm số cập nhật đến bây giờ thì anh đang là chắn thủ có thành tích về 3 cao nhất, tốt nhất đấy ạ. Chúc mừng anh Thanos 34. Vâng, một vé chính thức đã thuộc về anh. Và đến lúc này cũng có thể nói là không có gì thay đổi, kiểu biến cố quá lớn thôi. Chứ anh Phạm Hương Trà với dương 41 điểm thì cũng gần như là sẽ đi tiếp rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem anh Vui Vẻ 12. Bàn này tỷ lệ cao sẽ là 3 vương gia đi tiếp. Chúng ta đang ở ván đánh cuối cùng. Bơm chi rồi, bỏ chi rồi. Phan Hòa không được bạn nhỉ, iPhone mình nó không cho chạy. Bạn thử vào cài đặt chung quản lý thiết bị, bạn bật xác minh ứng dụng xem ạ. Nếu bạn tải về được rồi ạ. Phan Hòa nhé, bạn vào cài đặt chung, vào quản lý thiết bị, sau đó bật tin cậy cái ứng dụng bạn vừa tải về. Các bạn gặp khó khăn trong cái việc tải game cũng như trải nghiệm game, các bạn có hãy gọi đến hotline chăm sóc khách hàng Sân Đình 0988153993, hoặc các bạn ở nước ngoài các bạn có điện kết nối với kênh fanpage của Sân Đình hay là kết nối qua Zalo
của Sơn Đình cũng qua số điện thoại 098 815 3993 để được hỗ trợ. Phạm Hương Trà nó có ù cái tam sách. Chúng ta cùng chờ xem anh Phạm Hương Trà ù ván ù gì, và chắc chắn anh Phạm Hương Trà sẽ theo gót anh Thanos 34 đi tiếp rồi ạ. Phạm Hương Trà ù Bạch Định, và đến lúc này có thể khẳng định rằng bảng E có 3 vương gia đi tiếp, đó là anh Thanos 34, Phạm Hương Trà và anh Vui Vẻ 12 ạ. Vâng, anh Vui Vẻ 12 về 3 với điểm số dương 27, âm 27 thì chắc chắn anh sẽ đi tiếp rồi. Bảng E chúng ta sẽ có 3 vương gia đi tiếp. Rất tiếc với Hoàng Thiên Đế, bài đen nọc đi. Em đành chia tay với giải ở vị trí thứ 4, âm 147 điểm. Chúng ta cùng trở lại với bảng E để xác định những vị vương gia cuối cùng có vé vào vòng tứ kết giải đấu Vương gia đại chiến 2020, giải đấu đẳng cấp và danh giá nhất của Sơn Đình. Vâng, ở bảng F đang đến những ván chơi cuối cùng, chúng ta đang ở ván thi đấu thứ 29. Chúng ta còn 4 ván đánh nữa tính cả ván này. DPK đã gọi ù cái chi chi rồi. Vâng, chúc mừng vương gia đến từ hội Trán Hải Dương. Bạch Thủ Chi 11 điểm và đẩy vương gia 898989 xuống vị trí biết bảng với âm 66 điểm ạ. Trần Bon, vâng, vương gia Trần Bon 8989 sẽ phải rất cố gắng, rất nỗ lực trong 3 ván chơi cuối cùng. 8989 cố lên. Chúng ta đã bước vào ván đánh thứ 30 các bạn nhé. Trận đấu còn 3 ván đánh nữa thôi ạ. Vâng, anh SKX Boy đang chat trong bàn chơi là âm 48 điểm. Về 3 âm 48 điểm vẫn vào. Vâng, đó là thông tin hoàn toàn chính xác ạ. Ở bảng đấu này chỉ cần về 3 và âm 48 điểm thôi sẽ có vé vào vòng tứ kết. Vâng, đây đang là ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2. Sau buổi thi đấu ngày hôm nay, chúng ta sẽ xác định 16 vương gia giành quyền vào vòng tứ kết. Và ngày mai chúng ta sẽ tạm nghỉ một ngày để ban tổ chức bốc thăm cũng như cho các vương gia nghỉ ngơi một ngày trước khi bước vào hai loạt trận của vòng tứ kết rất căng thẳng. Tứ kết 1 và 2 sẽ được thi đấu vào ngày 17 tháng 9. Tứ kết 3 và 4 sẽ thi đấu vào ngày 18 tháng 9. Vâng ạ. Và vòng tứ kết chúng ta sẽ không lấy vị trí về 3 nữa, sẽ chỉ tính nhất nhì. Sau đó sẽ auto mặc định xếp bảng cho vòng bán kết. Các vương gia dừng chân ở vòng tứ kết sẽ nhận được thưởng 3 tỷ bảo từ ban tổ chức. Vâng. Chấn thủ Văn Tình đến từ cộng đồng Chấn Dân Gian Sơn Đình đang chat là cơ hội chia 3 cho cả vương, chia 3 cho cả 3 vương gia đang bị âm ở trong bảng E, bảng F của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, cơ hội còn rất nhiều, còn 3 ván chơi nữa cơ ạ. Và chỉ cần về 3 mà âm 48 điểm là sẽ được, sẽ có vé đi tiếp. Tam vạn vẫn là ăn và bốn chắn ở dưới chiếu ạ. Chúng ta cùng chờ xem. Tục sách không ai gọi rồi. Ngũ sách. Vâng. Vòng lại ngũ rồi, có mất ù nhị không DPK? Có để lại nhị thì cũng bị anh bãi đẻ. Xuông thôi.
Vâng, DPK 8680 vào ngũ, nhưng ngũ sâu quá. Anh mất ủ nhị, nhưng có để lại nhị thì cũng bị nhà trên đè thôi. 8989, em đang chờ cái gì? Các bạn chat nhanh mất quá, thôi chưa đọc ra được anh 89 chờ cái gì. Ván chơi thứ 31. Ván áp chót ạ. Vâng ạ, còn ván này và một ván chơi nữa thôi, trận đấu sẽ kết thúc. 898989 sẽ phải rất cố gắng. DBK đến lúc này. Vâng. Mặc dù đang âm 28 điểm thật nhưng mà đang có một lợi thế rất lớn. Vâng ạ. Cố lên 8989. Cơ hội vẫn trong tầm tay. Tám chín tám chín gần một ván u 10 điểm. Vâng ạ, một ván u 10 điểm sẽ nhảy lên vị trí thứ ba và lúc đó sẽ có cho tràn trề cơ hội để đi tiếp. Hai ván chơi 8989 cần u 10 điểm ạ. Tứ sách đêm qua bưng sữa cho chồng, đêm nay bưng sữa mời ông nắng giềng. Ăn tứ sách đánh gì đây? Ngũ vạn, nhị vạn, nên nốt con cá đi cho đủ bộ ba nào. Chào Đào Tùng, chào tất cả anh em nhé. Vâng, đến bây giờ vẫn còn ấy, tôi nói mà, tôi đang nói nên nốt cái bát cá đi cho đủ bộ ba. Mọi người hãy chia sẻ buổi tường thuật bình luận trực tiếp ngày hôm nay trên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai, đồng thời để lại ID, chắc chắn sẽ nhận được quà từ ban quản trị sân đình nhé. Còn cá nữa dưới ạ, thất vạn. 8989 ù đi em. Anh Cường đã tiếp tục gọi ù cái nhị vạn nữa rồi. Xuồng thôi. Xuồng cũng là rất quý và tiếp tục gây khó khăn rất lớn cho chắn thủ Vương gia. 898989 ạ. Ở ván chơi cuối cùng này, 8989 cần phải ù một ván ù 10 điểm. 8989 ù một ván ù 10 điểm sẽ đi tiếp. Lúc đấy em còn, lúc đấy 8989 sẽ là âm 30 điểm và xếp trên, đứng vị trí thứ 3 luôn ạ. Khoảng cách 34 đang là 40 điểm. Trần Von vẫn phải ù ván 10 điểm để nhảy lên vị trí thứ 3. Đồng thời nếu ù được em sẽ đi tiếp luôn. Lúc đấy em sẽ âm 30 điểm và sẽ vẫn là sẽ giành quyền đi tiếp. Thất văn.
DBK đã gọi ủ cái thất vạn. Và có nghĩa là chúng ta sẽ chia tay chấn thủ 8989 ạ. Chúc mừng anh 3X. Chúc mừng anh Cường 8586 và chúc mừng DPK 8680. Và ván ủ cuối cùng, ván ủ chi. Vâng, tôi đang dừng lại để cho các bạn xem trong nọc. Anh DPK với ván ủ cuối cùng, ủ chi bằng điểm với anh Cường 8586 nhưng xếp trên, và anh DPK sẽ đi tiếp với vị trí nhì bảng F. Anh Cường 8586 mặc dù tụt xuống vị trí thứ 3 nhưng chắc chắn vẫn có vé đi tiếp vào vòng tứ kết ạ. Bảng thi đấu của chúng ta hôm nay xác định mỗi bảng đấu đều có 3 vương gia đi tiếp. Rất tiếc ở bảng F chúng ta phải chia tay chấn thủ vương gia 8989. Vâng thưa các bạn, đến lúc này chúng ta đã xác định được 16 vương gia đi tiếp vào vòng tứ kết giải đấu vương gia đại chiến 2020 sau những trận đấu hết sức căng thẳng. Ngày mai giải đấu sẽ tạm nghỉ một ngày và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở ngày thi đấu đầu tiên của vòng tứ kết 1 và 2 vào ngày 17 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh fanpage của Sân Đình, theo dõi chương trình bình luận trực tiếp vòng thi đấu thứ 2, ngày thi đấu cuối cùng vòng loại 2 giải đấu vương gia đại chiến. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành và một giấc ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.